ăn xin đang đứng ở trước xe. Cô đưa tay ra hiệu cho người vô gia cư qua đây. Người bố đã cố gắng ngăn cản cô bé không cần phải làm như vậy. Cuối cùng thì ông cũng không đấu lại được sự bướng bỉnh của cô bé. Cô bé mở khóa túi để tìm đồ bên trong. Người bố nôn nóng thúc giục cô. Người vô gia cư cầm lấy chiếc bánh mì và nói nhỏ. Ông ấy là người vô gia cư. Bố không quan tâm. Chiếc xe bỗng lăn trên mặt đất 100 vòng. May mắn thay, chiếc xe vẫn hạ cánh êm ái. Chỉ thấy đồ chơi của cô con gái nằm rải rác trên đất. Không có túi khí, không có túi khí. Cô bé trông có vẻ ổn. Chỉ là hơi hụt hơi. Đột nhiên một cô gái tóc vàng mở cửa. Chạy đến và hỏi thăm tình trạng của cô bé. Cô ta đã tông vào xe của ông. Đúng vậy, đó là người vô gia cư mà cô bé và bố thí vừa rồi. Cô gái mắc chứng rối loạn lo âu. Để xoa dịu sự lo lắng của cô bé, người bố vội vã chạy đến chỗ xa. Ông nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất lên, tìm ra con búp bê yêu thích của cô bé để an ủi cô ấy. Nhưng khi quay lại, ông đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Trên khuôn mặt cô bé bỗng nở nụ cười. Người bố rất ngạc nhiên. Cô đã nói gì với con bé? Cô gái tóc vàng hít thở sâu. Ngày hôm sau, cô gái tóc vàng vì muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình, cô đã đặc biệt tặng cho cô bé một cuốn sách như một món quà gặp gỡ và chào hỏi. Cô gái lạnh lùng nhìn bố mình, cầm cuốn sách rồi quay người đi vào nhà. Cô gái tóc vàng đành phải mỉm cười ngượng nghịu. Người đàn ông định nói điều gì đó, nhưng cô gái tóc vàng đã quay người rời đi. Người đàn ông béo vội đuổi theo cô ấy. Đợi đã, tên cô là gì? Người phụ nữ cho biết tên cô ấy là Anna. Thấy người phụ nữ quay lại và nói chuyện với ông ta, người đàn ông cực kỳ vui mừng. Trước sự theo đuổi không ngừng của ông ta, Anna đành đồng ý người đàn ông này và quay lại nhà uống một tách cà phê. Đúng lúc Anna đang hào hứng giúp người đàn ông cầm món đồ gì đó, cô bé đột ngột ngăn người phụ nữ lại. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, lúc cháu sợ hãi, cô nói cô đã qua đó. Đúng vậy, rất nhiều lần. Cô bé ngập ngừng do dự và không nói thêm gì. Anna né tránh cô bé và bỏ đi. Dưới ánh sáng chiều tà rực rỡ trong sân, hai người trò chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Người đàn ông huyên thuyên và trò chuyện rất hăng say. Cô bé, người đang trốn trong nhà cố tình tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của người bố. Anna đã nhân cơ hội để rót cà phê lên đùi cô ấy, rồi đập mạnh chiếc cốc xuống đất, tranh thủ người đàn ông vào trong nhà lấy khăn, bí mật mở hàng rào và trốn thoát. Chỉ thấy người phụ nữ đang cầm đôi giày, chạy điên cuồng trên đường phố với đôi chân trần. Cô băng qua đường để tránh những chiếc xe đang chạy nhanh. Hóa ra là phụ nữ này, cho dù cơ thể cô ấy đang ở đâu, chỉ cần trước khi mặt trời lặn, cô ấy phải chạy nước rút trở lại đây bằng chân trần. Cô ấy vội vã băng qua đường vào ngày hôm đó, để tránh ô tô chạy nhanh, chạy qua cây cầu trên cao trong ánh hoàng hôn, vượt xa các vận động viên chuyên nghiệp của nhà Smith, nhảy xuống sân bằng chân trần, sau đó vứt giày đi, lao vào căn phòng bí mật. Một ngày nọ, Anna lại vô tình cờ gặp lại người đàn ông mập mạp. Anna vội vàng tìm khăn giấy để giúp ông ta lau quần áo, rồi đưa ông ấy ra bên ngoài. Dưới chân cô ấy là chiếc xương sườn mà Anna vừa mua ở chợ. Mặc dù cô ấy đặc biệt thích ăn thịt nhưng cô ấy lại không bị béo. Hai người họ cảm thấy rất vui khi được gặp lại nhau. Nhớ lại lần trước Anna rời đi mà không nói lời từ biệt, người đàn ông béo không thể không hỏi Anna. Tôi có nói gì không phải hay làm gì sai sao? Tôi có xúc phạm cô à? Không, anh không. Cái này là nguyên nhân do tôi. Tôi là một người phức tạp, phát ti. Anna nói vài câu. Người đàn ông béo nghe xong thấy bối rối. Nhìn thấy nỗi đau hiện lên trên người Anna, người đàn ông béo đành phải đáp lại ok, biểu thị sự hiểu biết. Sau đó, ông ấy thay đổi chủ đề và nói về bản thân mình. Là một ông bố đơn thân, mẹ của cô con gái đã bỏ họ vì bệnh hiểm nghèo. Lắng nghe nỗi khổ của người đàn ông béo, Anna rơi nước mắt vì thương xót, cũng không thể không bày tỏ tiếng nói trong lòng mình. Hóa ra chồng của cô ấy cũng qua đời. Đó là khi họ trong một lần tham gia chuyến đi hoang dã trong rừng nguyên sinh. Chồng cô ấy gặp tai nạn để bảo vệ cô, cơ thể cũng trở nên khác kể từ đó. Để vơi đi nỗi buồn, Anna đành phải hát cho chính mình nghe. Tại thời điểm này, Anna cảm thấy rằng thời gian sắp hết. Cô vội vàng cầm túi đựng sườn vừa mua rồi bỏ chạy. Chờ cho đến khi người đàn ông béo phản ứng, chìa khóa xe của mình cũng bị Anna lấy mất. Ông ta vội vàng đuổi theo chiếc xe đó. Bọn họ đuổi theo suốt chặng đường. May mắn thay lúc mặt trời lặn, ông ta đã đuổi kịp Anna đang vội vã về nhà với túi đồ ăn. Anna mở cửa ra và đưa con gà trống to trong lồng vào nhà. Cô gái bị người đàn ông béo đuổi kịp bỗng giật mình. Làm sao cô lại có con gà trống? Anna không có thời gian để ý đến ông ta. Người đàn ông béo đành phải tự mình mở cửa chốt. Ông ta chậm rãi đi vào nhà. Trong nhà lại vang lên tiếng kêu của con cừu. Anna vội vàng ném gà, vịt, cừu và gà vào căn phòng bí mật. Nhưng cô lại bị giật mình bởi người đàn ông mập mạp đang đứng ở sau. Fatty, mau rời khỏi đây. Thời gian không còn nhiều. Anna không quan tâm đến người đàn ông béo và chạy nhanh xuống căn phòng bí mật. Anna vội vàng cởi bỏ quần áo của mình. Khi cánh cửa bằng đồng dày 100m được đóng lại, cả căn nhà đột ngột bị cúp điện, cửa cuốn cũng dần đóng lại theo. Tiếng kim loại cọ sát từ từ vang lên, ngôi nhà vang lên những tiếng vang dội, tiếng kêu đau đớn và kỳ lạ của người phụ nữ. Người đàn ông mập mạp bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng quay người chạy ra cửa, nhưng ông ta đã chậm một bước.
ông ta và một con gà bị mắc kẹt trong một cái lồng nhỏ, bị mắc kẹt trong chiếc túi lớn. Một tiếng kêu lạ vang lên khiến ông ta khiếp sợ. Người đàn ông mập mạp hút cả nước mũi vào. Chỉ thấy người đàn ông đang từ từ đến gần. Trước cổng đồng dày 100 mét, bên trong phát ra từng đợt âm thanh tiếng gà kêu. Ông ta lặng lẽ đến gần khung cửa sổ nhỏ trên cửa. Cảnh tượng từ bên trong khiến ông ta sợ hãi và lo lắng. Lúc này, mọi người ở bên ngoài nhà Anna vẫn đi đi lại lại, hoàn toàn không biết về căn phòng giam giữ này. Đang xảy ra chuyện làm đảo lộn quan niệm về nhân sinh. Một đêm trôi qua thật dài, mãi cho tới khi đến bình minh. Kính thưa các quý vị khán giả thân mến, tôi đã sống với bí mật của mình trong suốt một thời gian dài, vậy mà lại bị người đàn ông béo này phát hiện. Chỉ thấy một con gà trống lớn đã trốn thoát khỏi cái lồng nhỏ. Người đàn ông mập mạp ngồi trên mặt đất trong trạng thái mê man, mắt dán chặt vào con gà trống lớn. Ông ta rơi nước mắt. Ông ta đang giữ chiếc chìa khóa, miệng không ngừng lẩm bẩm, đi bộ một cách ngẩn ngơ trên những con phố sầm uất. Khi đến nhà và mở cửa, ông ta không nói một lời nào, đờ đẫn đi thẳng đến hồ bơi, rồi đạp mạnh nhảy xuống vùng nước sâu. Người đàn ông béo hai mắt mở to, đắm mình trong làn nước không đáy, từ từ quay người lại phía sau, và cô gái bé nhỏ đi tới gõ vào cửa kính. Cô bé nhận ra Anna, nói rằng bản thân rất thích cuốn sách mà cô ấy tặng. Người bố đứng ở phía xa sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng gọi tên con gái, tránh xa cô ta ra. Chỗ đó không an toàn. Bố nói gì vậy? Tuyệt tác mà bố thấy. Bố không muốn tranh luận với con lúc này. Thấy cô bé có vẻ rất thích Anna, và còn mời Anna đến ăn tối tại nhà mình, người bố đành phải đồng ý. Anna đến nhà cô bé như đã hứa. Cô gái mặc chiếc váy hoa yêu thích của mình. Cả hai người bọn họ đều diễn ngầm trước mặt cô bé. Nhưng khi cô bé vừa đi ra ngoài, hai người liền bắt đầu tranh cãi. Người đàn ông béo sợ Anna sẽ làm tổn thương con gái mình, nhưng Anna cũng thể hiện rằng bản thân mình rất oan ức. Trên bàn ăn, cô con gái và Anna nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Hiếm thấy một nụ cười nào kể từ khi mẹ cô bé rời đi. Người đàn ông béo có thể thấy rằng con gái ông ta rất thích Anna. Trước khi rời đi, Anna còn đặc biệt tặng cô bé một chiếc đĩa CD. Hãy nghe track 4, bên trong là cảm nhận của bố cháu về cháu. Nhìn bóng hình Anna rời đi, người đàn ông béo nghĩ rằng anh ta có lẽ đã làm sai điều gì đó, vội vàng đuổi theo. Nếu như tôi làm gì sai, hãy giúp tôi sửa. Tôi chỉ là lúc nhìn thấy bộ dạng biến hình của cô nên sợ hãi. Không ai là hoàn hảo cả. Người đàn ông béo do dự và quay người rời đi. Anna đứng đón nhìn và bật khóc, hoàn toàn không quan tâm đến trận mưa như chút nước. Người đàn ông nhìn cô bé ngồi trong xe, cả đêm nghe đĩa hát mà Anna đưa cho cô bé. Ông ấy vẫn gõ cửa nhà Anna. Tôi cũng không hoàn hảo. Khóe miệng Anna nhếch lên để lộ một nụ cười. Cả hai ôm nhau và khiêu vũ. Sau đó, cả ba trở nên rất thân thiết. Họ xem TV cùng nhau chơi xe đụng. Bất cứ khi nào trăng tròn Anna chuẩn bị biến hình, người đàn ông béo sẽ giúp cô chọn trước những con gà trống to. Anna rất xúc động. Người đàn ông béo sẽ đóng cửa căn phòng bí mật, yên lặng chờ đợi bên ngoài, giúp Anna chuẩn bị quần áo vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện gì khác, nếu như xảy ra, thì đó là Anna nói với người đàn ông béo rằng cô ấy đang mang thai. Cô ấy sợ rằng những đứa con của mình cũng sẽ bị biến đổi. Để xoa dịu tâm trạng của Anna, hôm nay họ cùng nhau chuẩn bị ra ngoài đi du lịch. Nhưng không ngờ rằng Anna đã gặp tai nạn trước khi đi. Đôi chân của người phụ nữ đi chân trần ở nơi hoang dã. Người đàn ông béo đang tiến về phía trước với cái chăn bông. Cả hai ôm chặt lấy nhau mà không nói lời nào. Tất cả những gì xảy ra đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí. Người phụ nữ biến thành người sói vào đêm trăng tròn. Sáng nay họ còn ra ngoài đi du lịch. Lúc chuẩn bị quay về, xe bỗng không nổ được máy. Ở nơi đồng không bông quạnh như này, người đàn ông béo đã tìm kiếm hàng trăm dặm, vẫn không tìm thấy cửa hàng sửa chữa. Anna không thể ngồi yên. Cô ấy sợ bị mắc kẹt ở đây vào ban đêm. Em không thể ở đây vào buổi tối được. Anh và con gái của anh nhất định phải ở trong xe. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nói xong, Anna quay người bỏ chạy ra xa. Cô ấy chạy bạt mạng, nhanh hết mức có thể, để bản thân tránh xa khỏi nơi này. Rất nhanh sau đó đã đến lúc mặt trời lặn, trăng tròn nhô lên. Cô con gái ngồi trên xe cảm thấy hơi lo lắng. Cô bé liên tục đập cửa kính. Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới. Người đàn ông béo nhắc họ nhanh chóng quay lại xe. Ở đây không an toàn. Rõ ràng là cả hai người họ đều có ý đồ xấu. Tiếp tục chơi đùa với những người đàn ông béo, điên cuồng nắm lấy tay nắm cửa, đá không ngừng vào chiếc xe. Người đàn ông mập mạp ôm chặt lấy cô con gái của mình, nài nỉ, van xin bọn họ. Người đàn ông đội mũ không ngừng học cách chó sủa. Bỗng một tiếng kêu lạ vang lên, ngay sau đó là những cú bay ngược vút lên trời. Cái tên đang dùng đầu đập vỡ kính ngã lăn xuống đất. Người đàn ông mặc áo vàng vì quá sợ hãi, không dám di chuyển. Cuối cùng thì không có lối thoát. Đôi chân đầy lông từ từ tiến đến chiếc xe. Người đàn ông béo dùng mình sợ hãi. Chỉ thấy con sói đang nhìn chằm chằm vào cô bé trong xe. Cô ấy là gì của con? Đôi khi cô ấy biến thành sói. Sau đó, một tiếng sói tru vang lên khắp thung lũng. Con sói quay người rời đi. Hai bố con ôm chặt nhau trên xe. Khi bình minh ló dạng, một người đang đi chậm lại từ xa.
hai người ôm nhau thật chặt. Cô gái nhỏ trong xe hơi cầm đĩa nhạc mà Anna đưa cho cô ấy, đặt nó vào đầu đĩa CD. Cô bé quay lại nhìn Anna ở ghế sau, cùng với một nụ cười. Mỗi người chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Nếu bạn thích ai đó, bạn cũng cần bao dung tất cả mọi thứ của người đó. Trong phim, Anna biến thành một con sói. So sánh mặt xấu của nhân vật, người đàn ông béo tuy rằng sợ cô ấy, nhưng trong sâu thẳm ông ta vẫn yêu cô ấy. Yêu cô ấy là chấp nhận những mặt chưa hoàn thiện. Cô bé trở nên lo lắng, bồn chồn kể từ khi việc mất mẹ. Người cha đơn thân đã nuôi dưỡng cô bé suốt thời gian qua. Một gia đình không hoàn chỉnh đã tạo ra khuyết điểm trong tính cách của cô bé. Hôn nhân không phải là trò chơi của trẻ con. Nếu đã ở cùng nhau thì chúng ta nên trách nhiệm với nhau, và phải có trách nhiệm hơn với trẻ em.